vào trang bộ sưu tập sáng hôm nay là xuất hiện của hai người mẫu đến từ lớp 6-1, Đức Phúc và Hồng Tươi, sở hữu chiều cao lý tưởng, hai bà tự tin bước đi trên sàn diễn. Hai bộ trang phục mà lớp 6-1 đem đến từ chúng ta hôm nay là vũ điệu của chú, được làm từ những nguyên liệu tận dụng từ những chiếc áo mưa đã qua sử dụng, với sự kết hợp màu tương phản làm nổi bật hai tà áo bên trong và bên ngoài. Hai tà áo phía sau buông thả tự nhiên, tạo dáng điệu thước tha kín đáo. Tiếp theo là bộ thiết kế của lớp 7-1, người mẫu Văn Thình và Như Ý thể hiện từ những chiếc túi ni lông và ống hút nhựa đã qua sử dụng. Đây là nguồn rác thải như rất nhiều mà con người sử dụng trong một ngày sinh hoạt. Bằng các bàn tay khéo léo của mình, các bạn đã tạo ra những bộ trang phục thanh lịch, không kém phần hiện đại. Thông điệp mà các bạn muốn gửi đến cho chúng ta là vì một ngày mai tốt đẹp, chúng ta hãy chung tay bảo vệ môi trường và hãy nói không với rác thải nhựa. Các bạn hãy cho một tràng phố tay thật lớn cho sự xuất hiện của hai người mẫu Phương Mang và Thanh Lý đến từ lớp 72. Sở hữu của em chiều cao lý tưởng, các bạn tự tin bước lên sàn diễn. Thanh Lý có bộ trang phục là chiếc váy để vai xinh xắn cá tính, được làm từ chất liệu bọc ni lông sánh vai bên bạn. Thanh Lý là Phương Nguyên, cán bộ công lê trẻ trung năng động, tạo nên từ chất liệu bao bì kết hợp với các phụ kiện đi kèm không thể thiếu như vòng cổ làm bằng nhựa, những chiếc chai nước, túi xách, vương miện rất là xinh đẹp. Qua hai bàn tay khéo léo, các bạn đã mang đến thông điệp mà lớp 72 chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ trái đất, trong sạch sự sống, không ô nhiễm bởi rác thải, và liên tục chương trình là tiếng về phía trước là hai người mẫu Tóc Tảo và Tóc Cái của các bạn đến từ lớp 62. Trong trang phục hết sức độc đáo và cá tính, các bạn tạo nên từ nhựa đó là áo mưa và túi ni lông. Bạn nữ thì khả ái trong trang phục già hầy, bên cạnh bạn nam với trang phục đầy cá tính, trong các biểu diễn đầy tự tin. Các bạn đến với hội thi hôm nay với khẩu hiệu rác thải nhựa ô nhiễm trắng mối đe dọa của trái đất, xin chúng ta một tràng pháo tay. Đang bước trên sàn diễn là hai người mẫu Phước Trí và Thủy Tiên đến từ lớp 8-1. Thủy Tiên đang trang phục váy màu vàng duyên dáng, được thiết kế từ những chiếc áo mưa tiện lợi đã cũ. Phước Trí với chiếc áo thời trang được làm từ túi ni lông với bàn tay khéo léo của mình, rất có một đã điền lên những chiếc túi ni lông và rác thải nhựa thành những bộ trang phục phụ kiện đính kèm. Các bạn đã mang đến cho chúng ta một thông điệp về một tương lai sạch đẹp, chúng ta hãy bảo vệ môi trường và hãy nói không với sản phẩm, nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần. Tiếp theo là hai người mẫu Thanh Lý và Mỹ Trinh đến từ lớp 9-1. Các bạn hãy cho chúng ta một tràng pháo tay. Mỹ Trinh đang trình bày trong chiếc váy được thiết kế chỉnh chu với chất liệu chủ đạo là túi ni lông, ống hút, chiếc túi xách đẹp được làm từ ống hút, chiếc vòng hoa trên đầu được làm từ chiếc túi ni lông với chiếc vòng cổ. Mỹ Trinh và người mẫu Thanh Lý trong trang phục áo dài cách tân hiện đại thể hiện sự mạnh mẽ cá tính. Thông qua bộ trang phục này, lớp 91 muốn gửi đến chúng ta thông điệp bảo vệ môi trường là hãy bảo vệ môi trường, không khí trong lành vì sức khỏe của chúng ta. Hãy hành động bằng những việc làm nhỏ nhất như bỏ rác vào thùng, trồng cây, tái sử dụng rác khi còn có thể sử dụng được. Và hãy luôn tỏ hành động này đến với mọi người. Tiếp theo đây là cặp đôi Thu Phương và Nhất Thiên đến từ lớp 92. Thu Phương với chiếc đầm màu xanh hoài hòa duyên dáng, thiết kế từ những chiếc túi ni lông. Đây là màu xanh của bầu trời, của biển, của núi rừng. Nhất Thiên với chiếc áo dài mang phong cách trẻ trung, được làm từ chiếc áo mưa tiện lợi với
bàn tay khéo léo của mình cùng sự sáng tạo độc đáo của lớp chín màu đã biến rác thải ni lông, rác thải nhựa thành những bộ trang phục thân thiện với môi trường, với cuộc sống. Vì một tương lai tươi đẹp, chúng ta hãy chung tay bảo vệ môi trường và hãy nói không với rác thải nhựa. Đó là thông điệp mà lớp chúng chín hai muốn gửi đến chúng ta đang hội thi hôm nay. Chúng ta cho một tràng pháo tay để liên tục chương trình là bên nàng tinh khôi và chàng trai xinh tinh lớp 82 bước ra sân khấu. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Người mẫu Minh Châu và thành công thể hiện Minh Châu đang tinh khôi trong chiếc váy màu hồng mềm mại thanh lịch được thiết kế từ chiếc áo tiện lợi và thành công là tăng trang phục sự tinh mang kiểu dáng mạnh mẽ đầy lịch lãm. Các bạn đến với chúng ta, thông điệp hãy bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngay từ hôm nay bằng những việc làm nhỏ nhất. Một lần nữa xin quý vị chúng ta cho các bạn chúng ta một tràng pháo tay lớn lên nào. Tất cả 16 bộ trang phục trang bộ sưu tập thời trang Thu Đông của liên đoàn trường trung học cơ sở Chu Văn An. Sau đây xin mời tất cả người mẫu chúng ta một lần nữa cho ban giám khảo cùng chiêm ngưỡng lại bộ sưu tập của mình nào. Kính thưa tất cả quý thầy cô giáo thân ái, cùng tất cả các em học sinh, rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn cấp bách hiện nay. Nó ngày càng ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, đe dọa sự phát triển bền vững của mỗi địa phương, quốc gia, của xã hội và sự sống trên trái đất. Để bảo vệ trái đất, bảo vệ sự sống của chúng ta, ngay từ hôm nay chúng ta có những hành động cụ thể dù là nhỏ nhất để chung tay hạn chế dần loài rác thải nhựa ra khỏi môi trường sống của chúng ta. Còn đèn giống người mẫu ở đây đây. Và xin các bạn một tràng pháo tay lớn lên nữa là nó đơn giản quá. Nước màu đây. Hãy phân loại rác thải tại nhà, đối phân với túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần là khẩu hiệu hành động, cũng là những việc làm cụ thể thiết thực nhất của chúng ta nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Đó cũng chính là thông điệp mà liên đoàn trường trung học cơ sở Chu Văn An muốn gửi đến chúng ta trong ngày hôm nay thông qua bộ sưu tập này. Một lần nữa chúng ta xin ban giám khảo cùng tất cả các quý thầy cô và các bạn